Vâng, xin chào tất cả quý vị khán thính giả đã quay trở lại chương trình tin tức người nổi tiếng. Hôm nay chúng ta đến với chị My, nữ hoàng ánh lịch, trải lòng về khoảng thời gian khốn đốn khi làm ăn thất bại. Trải qua bao nhiêu năm, những tưởng cuộc sống hôn nhân của Diễm My bên ông xã khá thuận chèo, mát mái, nhưng nào ngờ bà cũng từng trải qua cơn khủng hoảng. Cụ thể là mới đây, nữ hoàng ánh lịch Diễm My cho biết, tuy bề ngoài lúc nào cũng chỉnh chu xinh đẹp, nhưng ít ai biết được cuộc hôn nhân của Diễm My từng có thời kỳ lao đao. Từ năm 2012 đến năm 2017, công việc làm ăn của chồng tôi không tốt, thua lỗ nặng. Chúng tôi rất buồn và động viên nhau vượt dậy tinh thần. Kinh tế eo hẹp nhưng tôi không bao giờ than vãn với ai, luôn nghĩ đến điều tích cực và tin tưởng chồng sẽ lèo lái con thuyền đứng vững. Việc tôi làm tốt nhất là ở nhà, để khi anh Đức cần vẫn thấy tôi bên cạnh. Tôi chỉ quanh quẩn chăm sóc nhà cửa, đưa con đi học. Bạn đời hỏi tôi nếu anh trắng tay thì sẽ thế nào. Tôi nhắc anh thời mới quen, anh chưa có sự nghiệp trong tay, chỉ là một Việt kiều về nước tìm cơ hội làm ăn và thành công. Nếu anh trắng tay lần nữa thì làm lại từ đâu? Ngoài những lời động viên thì tôi cũng cắt giảm chi tiêu trong nhà. Trong 5 năm đó, tôi hạn chế mua sắm du lịch. Ngày trước nhà có 2 xe hơi, tôi bán 1 chiếc, chứ còn lại thì cả nhà cùng đi. Tôi tham gia đóng phim và làm đại diện hình ảnh, kiếm tiền cho nhu cầu cá nhân để không phải xài tiền của chồng. Tôi cũng hạn chế đi ăn nhà hàng sang trọng, nấu cơm ở nhà nhiều hơn. Tôi đi du lịch một mình thay vì 7-8 lần trong năm. Hai con gái thắc mắc vì sao mẹ đặt vé máy bay cho cả nhà hạng phổ thông mà không phải hạng thương gia như thông thường. Tôi không giấu giếm chuyện bố chúng đang gặp khó khăn trong việc làm ăn. Để cả nhà cùng chia sẻ, hai con gái hiểu chuyện nên tôi cũng mừng. Trước đó thì vào cái dịp kỷ niệm ngày cưới, Diễm My cũng được ông xã tặng cho một món quà vô cùng giá trị, là chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn, trị giá là khoảng 5 tỷ đồng. Bên cạnh đó thì người chồng doanh nhân của Diễm My còn tổ chức một bữa tiệc hoành tráng tại nhà hàng 5 sao để kỷ niệm ngày cưới. Những hành động lãng mạn mà ông xã dành cho Diễm My khiến cho nhiều người rất ghen tị. Vâng, phải nói rằng Diễm My là một trong những nữ hoàng ánh lịch ở thập niên trước năm 1990. Vâng, thì chúng ta có thể thêm thông tin về danh tính mà người chồng đại gia, phong độ, ít lộ diện của nữ hoàng ánh lịch Diễm My như thế nào. Đó là doanh nhân Hà Tôn Thắng, thỉnh thoảng mới hộ tống Diễm My tới các bữa tiệc của bạn bè và thân thiết. Diễm My sinh năm 1962 tại Khánh Hòa. Suốt từ thập niên 80 đến 90 của thế kỷ 20 thì cô được mệnh danh là nữ hoàng ánh lịch của làng giải trí trong nước. Ngoài công việc của người mẫu thì Diễm My còn tham gia diễn xuất nhiều bộ phim như là Rừng Lạnh, Bí Mật Thành Phố Cấm. Cô cũng chính là một trong những tên tuổi ăn khách của dòng phim thị trường cùng với Lý Hùng, Việt Trinh, Thu Hà và Diễm Hương. Với cái vóc dáng mà nổi bật cùng với sự nổi tiếng thì Diễm My 6X này từng được rất là nhiều đại gia theo đuổi. Đến năm 1994 thì cô hạn chế các hoạt động nghệ thuật để xây dựng cái hạnh phúc với doanh nhân Hà Tôn Thắng ở độ tuổi 32. Thời điểm tổ chức đám cưới với nữ hoàng ánh lịch, Hà Tôn Thắng là một Việt kiều điển trai giỏi giang và giàu có. Song rất ít người biết rằng để xứng đôi vừa lứa với Diễm My thì vị doanh nhân sinh năm 1960 này đã phải trải qua quá trình nỗ lực hết mình. Thậm chí có khoảng thời gian không mấy khá giả và tay trắng. Cụ thể trong một lần trò chuyện với truyền thông thì Diễm My cho biết Hà Tôn Thắng là người bạn đã gắn bó từ thuở Hàng Vi. Đến nhà tôi chơi giữa một rừng xe hơi của các đại gia lắm tiền nhiều của, anh ấy đi một chiếc xe cọc cạch. Dù vậy nhưng anh ấy rất đàng hoàng và đỉnh đạt.
Người khác tán tụng ca ngợi tôi, nhưng anh ấy thì không. Chồng tôi chỉ thể hiện tình cảm của mình bằng hành động. Dần dần tôi nhận ra những điều đó có giá trị hơn là một lời nói hoa mỹ. Tôi biết đây chính là người đàn ông cần mình và mình cần. Khi về chung một nhà, Diễm My 6X vẫn được chồng tạo điều kiện tốt nhất để theo đuổi đam mê nghệ thuật. Tuy nhiên thì lúc mới làm chồng người nổi tiếng á, và có con đầu lòng thì vị danh nhân phong độ rất hiếm khi xuất hiện trước đám đông. Vài năm trở lại đây, thỉnh thoảng Hà Tôn Thắng mới thoải mái hộ tống Diễm My tới dự các bữa tiệc của bạn bè thân thiết. Sau 25 năm gắn bó, hiện tại Diễm My và ông xã đã có hai cô con gái xinh xắn cùng với cuộc sống đầy hạnh phúc và êm ấm. Vâng, chúng ta có thể chiêm ngắm nhìn những hình ảnh Diễm My và gia đình cũng như là chồng ở trên cái video của chúng ta để biết được rằng là nữ hoàng ảnh lịch Diễm My như thế nào. Và lý do không ngờ khiến cho Diễm My 6X dù rất là xinh đẹp vẫn không được tham gia các cuộc thi hoa hậu năm 1988 như thế nào, đây là một bí mật mà phải nói rằng hôm nay chúng ta mới tiết lộ, sẽ được bại lộ ở đây. Là một trong những cái mỹ nhân mà đình đám nổi tiếng xinh đẹp ở showbiz Việt, thế nhưng Diễm My lại không ghi danh tham gia cuộc thi hoa hậu nào ở thời điểm tuổi còn thanh xuân. Vâng, năm 1979 thì ở tuổi 17 là rực rỡ nhất của đời con gái. Khi đang là nữ sinh trường trung học Bùi Thị Xuân thì Diễm My đã được đạo diễn Lê Văn mời đóng vai phụ trong một bộ phim. Đến năm 1983 thì chị đóng vai chính đầu tiên trong bộ phim Tiếng Sóc, Tiếng Sóng. Xong rồi thời điểm đó thì Diễm My diễn xuất với của Diễm My là không được đánh giá cao. Cô được nhớ đến nhờ vào những cái nhan sắc rực rỡ, nổi bật, dễ thu hút sự chú ý. Đến năm 1988 thì trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam được tổ chức, Diễm My cũng không đăng ký tham gia, dù vẻ đẹp của cô được rất là nhiều người tán dương. Giải thưởng lớn nhất của Diễm My nhận được là Nữ hoàng ảnh lịch. Đây là một nối tiếc của người hâm mộ, vì lẽ ra người đẹp không tuổi này xứng đáng có được cho mình một chiếc vương miện danh giá. Lý do? Vâng, mới đây lý do thì Diễm My không thể tham dự cuộc thi Hoa hậu ở thời điểm đó đã được hé lộ. Chính chiều cao 1m73 đã cản trở Diễm My khi thể lệ của những cuộc thi nhan sắc lúc bấy giờ có giới hạn chiều cao là từ 1m55 đến 1m65. Tuy nhiên thì nhan sắc mặn mà và bất chấp với thời gian của người đẹp này á, thì nhiều năm vẫn luôn được công chúng yêu mến. Đó chắc chắn là phần thưởng xứng đáng hơn bất kỳ một ngôi vị nào mà Diễm My có được. Vâng, cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi video. Chúng ta vẫn tiếp tục thông tin về Diễm My. Nhớ like và subscribe ủng hộ kênh YouTube của chúng ta. Vâng, câu chuyện của chúng ta hôm nay nói có thể nói về Diễm My một chút xíu nữa. Đó là Diễm My và chuyện trên xe thang với Chánh Tín như thế nào. Vâng, thì không cần phải nhắc nhiều nữa, gương mặt mà khả ái, mái tóc dài đang mượt, dáng vẻ sang trọng đã giúp Diễm My thành danh trên lĩnh vực điện ảnh rất là dễ dàng. Diễm My thì sinh năm 1962, gốc Huế, trong một gia đình bình thường thì có ba anh chị em, không có ai tham gia nghệ thuật cả quý vị ạ. Riêng Diễm My thì cũng chưa từng đeo đuổi một cái trường lớp nghệ thuật nào. Cha của Diễm My thì mất khi chị vừa tròn 4 tuổi. Một mình mẹ chị thì phải tảo tần buôn bán để lo toan cho gia đình, Diễm My từng chia sẻ. Bây giờ khán giả xem phim nào nhìn vào tôi ai cũng nghĩ là sung sướng từ trong trúng nước. Nhưng tuy nhiên ở ngày còn nhỏ tôi đã biết quan tâm và phụ mẹ mọi việc trong nhà rồi. Vâng, năm 1972 thì gia đình Diễm My chuyển vào Sài Gòn sinh sống và định cư đến giờ. Đến năm 1979 thì khi là một nữ sinh 17 tuổi, vâng, ở trường Bùi Thị Xuân á, ngày xưa là trường Nguyễn Bá Tồng, quận 1 quý vị, thì chị đã có một vẻ đẹp hơn người, nhan sắc thì đang thời con gái của một nữ sinh dường như đã khiến chị được nhiều người chú ý. Và trong đó thì đạo diễn Lê Văn, mình đã từng nói ở trên, người đang đi tìm diễn viên cho vai diễn thứ chính trong bộ phim của mình. Tuy nhiên Diễm My được mời đảm gia phụ trong phim Trang Giấy Trắng Mới. Tuy chỉ là cái vai nhỏ nhưng chị đã đưa
Vân đã đưa chị đến với điện ảnh như một cái duyên tiền định. Diễm My đến với cái vai diễn đầu đời một cách quá đơn giản. Sau khi lên phim thì chị lại quay về với trường lớp. Một lần làm diễn viên là quá đủ và cuộc sống cứ thế phải tiếp diễn. Chẳng đam mê, chẳng mơ ước, cũng chẳng chờ đợi những cái vai diễn tiếp theo. Diễm My quay lại là mình với chiếc áo dài trắng của sân trường. Khoảng năm 1980-1981 thì Diễm My mới 19 tuổi. Đi mua bánh mì trên đường Trần Hưng Đạo bên cạnh cái tiệm chụp hình Phan Bá Đương. Thì chị đứng ngó nghiêng xem hình ở tiệm thì tình cờ cái ông đi ra và hỏi cô muốn chụp hình không, tôi chụp cho. Mừng quá chị gật đầu liền, vì hồi đó chụp hình còn là cái gì đó xa xỉ lắm. Mấy tấm hình này thỉnh thoảng lên vài tạp chí rồi thôi, vì sau đó Dương Bá Đương đi Mỹ. Thập niên 1980 thì Diễm My khi đó được coi là một biểu tượng của sắc đẹp, trước khi xuất hiện hàng loạt mỹ nhân của dòng phim Mì Ăn Liền những năm 90 như Diễm Hương, Việt Trinh, Thu Hà, Diễm My. Vâng, Diễm My được coi là mệnh danh là nữ hoàng ảnh lịch. Không chỉ đắt xô, phim ảnh Diễm My là một gương mặt xuất hiện nhiều nhất trên lịch lúc bấy giờ. Sở hữu nét đẹp thanh thoát, gương mặt rất tay và mái tóc dài bồng bềnh. Chỉ một nụ cười của Diễm My khi đó đã đủ làm đổ gục bao nhiêu trái tim. Chị thừa nhận khi đó nhiều vai diễn chị có được là vì chị quá xinh. Năm 1983 thì đạo diễn Lê Giang một lần nữa lại mời chị tham gia vai chính, vai cô giáo Dung trong phim Tiếng Sống. Tuy nhiên bộ phim không mang thành công về cho Diễm My như mong đợi. Xác định nghiêm túc làm việc nhưng qua hai vai diễn để đời của mình, Diễm My không mấy cơ hội nào đến với mình nữa. Mọi chuyện có vẻ dừng lại ở đó, Diễm My cho rằng cái duyên của mình đã hết. Cũng không ai trách tại sao mình có ngoại hình nhưng lại không được lựa chọn. Chỉ biết mình ở đâu, biết mình là cái gì và biết mình phải làm gì nếu nhận được những vai diễn tiếp theo. Năm 1984 thì Diễm My rửa hình ở tiệm Nguyễn Kỳ. Khi chị đi lấy hình thì gặp ông, vẻ đẹp trong sáng của Diễm My lọt vào đôi mắt nhà nghề của ông. Thế là ông mời chụp mẫu, đó là bước ngoặt lớn trong cuộc đời làm nghệ thuật của người đẹp không tuổi. Chị đã tạo ra một cơn sốt ảnh lịch bằng vẻ đẹp kiêu sa, đài cát của mình. Thời đó thì ở Sài Gòn chỉ có nhiếp ảnh gia Nguyễn Kỳ có máy chụp hình rửa phim màu, mà Diễm My cũng chưa bao giờ như bao cô gái khác đều muốn lưu lại những khoảnh khắc của tuổi thanh xuân. Chị tìm đến Nguyễn Kỳ không phải với vai trò một diễn viên được mời chụp hình mà đơn giản chỉ là một vị khách bình thường. Chị chia sẻ, thời điểm đó chụp hình cũng đơn giản lắm, chỉ cần cầm cái hồng, cái táo, tôi cũng chẳng cần phải khóc lóc hay diễn đạt tâm trạng như trong phim. Chỉ cần cười mỉm, mắt long lanh, quần áo xanh áo đỏ là chụp được ngay. Và cứ thế là một tờ lịch, một lóc, lịch búm đến gương lược, hộp bút đến kẹp tóc, vé số, thậm chí là quạt đều có hình tôi. Mà những năm đó tư duy cũng đơn giản, năm trước chụp hình ăn khách thì năm sau lại tiếp tục mời chụp tiếp. Vậy là hình ảnh của tôi phủ sóng khắp mọi nơi trên nước Việt Nam như một cách tình cờ như thế. Diễm My luôn tự nhận mình gặp may mắn, mọi thứ đến với chị chỉ là cái duyên mà vô tình chị nắm bắt và sử dụng nó rất là tốt. May mắn cũng được, và nếu duyên thì lại càng quý, và nếu không có thì những cái điều đó chắc chắn là nền nghệ thuật Việt Nam cũng chẳng có một hoa hậu không gai. Diễm My mới độ phủ sóng dày đặc như vậy. Cùng trong năm này thì Diễm My tham gia phim điện ảnh Hai Chị Em. Trong phim chị đóng một vài thứ, còn Nguyễn Chính Chính và Thúy An đóng phim vai chính. Bối cảnh trong phim lúc đó ở Tây Ninh, nhưng do hồi xưa xe cộ đi lại khó khăn nên chị và Nguyễn Chánh Tín phải đi lên Tây Ninh bằng chiếc xe chở than, mà vì xe ngược gió nên bụi than phả vào mặt rất là rát. Vì lần đầu tiên Diễm My đi xe than nên kêu ầm ầm, ấn tượng của cả hai là bị bụi than tấn công trong suốt đường dài mấy chục cây số là một kỷ niệm làm chị nhớ mãi. Trong suốt 4 năm từ năm 1985 đến năm 1988 thì Diễm My nghiễm nhiên trở thành top model ảnh lịch, công nghệ chụp hình và in ấn của Sài Gòn ngày nấy tốt hơn và ở Hà Nội, nên lịch của Diễm My được tiêu thụ mạnh ở ngoài Bắc. Diễm My gọi đó là thời kỳ mà đi vào nhà nào cũng thấy hình của chị. Thời điểm đó khán giả khắp mọi miền đất nước đến với chị với tư cách là một người mẫu hơn là một diễn viên điện ảnh.
Cũng có người cho rằng Diễm My là nhan sắc sinh ra nhầm thời, bởi trong những năm 80 với chiều cao 1m73, nét đẹp lai rất hiện đại dường như không phù hợp với chuẩn mực vẻ đẹp truyền thống. Vâng, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng ta. Nhớ like và subscribe ủng hộ. Nhớ bấm like, subscribe nha quý vị nha. Bấm chuông luôn nha, để mai mốt mình có video mới mình coi cho dễ ha quý vị ha.